The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy xin kính chào quý khán giả của Jimmy Show và mời quý vị cùng đến với chương trình của chúng tôi tuần này. Kính thưa quý vị, Jimmy đang đứng ở Tour Eiffel, một biểu tượng muôn đời của nước Pháp. Khi màn đêm buông xuống, quý vị thấy thành phố Paris bừng lên với hàng triệu ánh đèn. Và nơi đây vẫn được mọi người trên thế giới mệnh danh là kinh đô của ánh sáng muôn màu. Và hòa với nhịp sống đêm nay tại Paris, Jimmy xin mời quý vị cùng với Jimmy Show và đài truyền hình SCT đến thăm một trong những nữ danh ca hiện đang định cư tại nước Pháp này. Cô đã từ lâu không xuất hiện trên màn ảnh, trên TV. Nhưng nay, nhân dịp Jimmy và đài SCT đến đây, cô đã dành cho chương trình một buổi tâm tình ngay tại tư gia của cô. Và cô sẽ kể cho chúng ta nghe những kỷ niệm trong đời sống, đặc biệt là đời sống văn nghệ. Cô cũng là người con gái lớn của cố nghệ sĩ Lữ Liên và là chị cả của một đại gia đình văn nghệ. Đó là chị của ca sĩ Tuấn Ngọc, Anh Tú, Khánh Hà, Lan Anh, Thúy Anh, Lưu Bích, v.v. Đó là nữ danh ca Bích Chiêu. Mời quý vị cùng với Jimmy đi thăm nữ danh ca Bích Chiêu. Tôi xin kính chào quý vị khán giả, yeah. Khán thính giả, người nghe, người coi. Cô khỏe không? Vâng, nếu không khỏe là ngọn cô đèo. Bây giờ cô hiện đang ở thành phố nào ở Pháp? Tôi ở đây cái tỉnh nhỏ này gọi là Orléans. Không phải Orléans bên Mỹ. Dạ đúng, tại vì trước đây thì nghe nói là cô ở bên Ý. Có. Tôi có nhà ở bên Ý. Tại vì con tôi người Ý với hai đứa. Rồi cô và gia đình dọn qua đây lâu chưa? Tôi hồi trước tôi đi tới đi lui hoài. Thành ra với lại bên Ý đi có một ngủ đêm sáng dậy đã tới Pháp. Tại vì mình có thể thuê một cái phòng ngủ ở trong xe lửa đó. Còn đi máy bay thì có một tiếng. Cũng gần ha, đi về về được. Mà cô ơi, nhắc đến cô thì nhắc đến gia đình của nghệ sĩ Lữ Liên. Xin cô nhắc thêm về bố của cô. Đây, tôi đó, tôi thấy hình bố tôi mỗi ngày tôi để đó. Tôi ở bên nói đến bố tôi tự nhiên tôi quên hết cả. Ông bố tôi lúc trước khi mất đó, ông nằm như người buồn ngủ, người ta ngủ đó. Trời ơi, cô thấy ông có đào hoa không? Ôi giời, ông bố tôi, mẹ tôi cứ mỗi ngày đi đánh ghen. Mà bà đi toàn những cái người khỏe mạnh mập to lớn để đi đánh ghen mà. Còn tôi cứ đi, tôi nói nè, làm bộ đi lộn đường em. Mà bà già này, bà mẹ tôi, bà hồi trước mình là dân Đà Lạt đó. Thành
Nói đến đây tôi nghĩ nhiều cái kỷ niệm buồn quá, cứ trình ông bố một cái trước mặt. Dạ, đúng rồi. Mà tôi thấy ông mất như người ta buồn ngủ. Ông nằm đó mà. Dạ. Buồn lắm. Dạ, không sao. Mình nói chuyện khác cho nó vui. À, trong gia đình của cô đó thì gồm có mấy anh chị em, và cô nhớ tên từng người không? Tôi ông già tôi đặt Chiêu, Tuấn, rồi đến Tuấn này, đến Tú, Lan Anh và Thúy Anh, Khánh Hà nữa, nó quyền hết, đầu óc bây giờ nó không nhiều sao. Có mấy anh chim nó ngồi trên đầu. hồi bé đó cô, thì cô sanh ra ở ngoài Bắc hay là ở trong Đà Lạt? Tôi hồi đó thì sanh ra ở ngoài Bắc. Yeah. Nhưng mà lúc tôi lớn lên rồi tôi đã đi vô trong Nam. Cũng không phải lớn lắm mà 4 năm tuổi. Thì bố tôi cứ dạy ở nhà đó, ở nhà mình là dân Đà Lạt. Ông già thì ông hay đi mèo mỡ, bà già thì tối ngày đi bắt ghen. Mà toàn đi với cái bà to lớn mập cao lớn. Bà cũng cao, nó đối với người Nam bà cao cao còn hơn mình rồi. Bây giờ chả nhớ, mình đâu có đo bao giờ. Đó là kỷ niệm hồi bé cô nhớ đó. Mà hình như hồi nhỏ cô cũng phụ mẹ cô buôn bán gì phải không? À đúng rồi, nhà mẹ tôi có sập ngoài chợ đó. Bán cái gì? Bà bán đủ thức trái cây. Trái cây rồi cũng trứng này kia đó. Mấy bà cãi lộn cái lấy trứng liền đầy mặt, đầy người này kia. Đến nỗi cái người kia to hơn bà không thấy gì, không thấy gì hết. Không thấy gì hết đâu, mà bà cứ thế mà đến cái liệng đầy mặt sẽ có thấy đường đâu mà đánh. Đúng là buôn bán ngoài chợ đó. Rồi bà là dân chợ buôn, mẹ tôi dữ lắm. Nhưng có mà, tiếng là dữ. Nhưng mà có khuyến khích các anh chị trong nhà đi hát hay gì không? Không, cái này là tự nhiên, là tại từ nhỏ đã hát rồi. Bố tôi thì ông là ca sĩ, biết kịch sĩ. Đúng. Ông đóng kịch hay lắm. Mà ban gì? Mà có một cái ban đó. Có một cái ban gọi là về sau này. Ôi giời, lâu quá. AVT. AVT. Dạ. Thì bà già với ông già tôi đi đâu cũng bảo nè con cái ông AVT. Ông có kêu tên của ông. Tại vì người Việt Nam mình không phải là không nhớ, mà cái tôi lối mà cái lối cư xử người Việt Nam mình ấy, thì quá tế nhị nên nói nhiều khi tôi chẳng biết gì, không biết nó nói cái gì, người ta nói gì. Hồi bé đó thường mấy đứa nít thì lúc nào cũng hay bị đánh đòn, gia đình có bị không? Cái này tôi đi ăn đòn như đi chợ. Tại sao vậy? Không phải, thì tối ngày đó con nhà đông con thì nghịch lắm. Tối ngày cứ bảo cháu nó đâu rồi. Đáng nhẽ bảo đi ra tìm, bảo nó ở trên cây leo trèo hả? Chuyên môn thích cầy lắm. Tại vì ở nhà bán trái cây. Bao nhiêu trái cây không thèm ăn. Đi ra hái thích hơn. Thế leo lên cây đó là khoái lắm. Hồi nhỏ là sao mình thích đi trèo cây lạ kia. Tomboy quá ha. Cô hồi lúc mà cô mới sanh ra đó thì nghe nói là phải gửi vô chùa vậy phải không? Trời tại sao vậy? Không, tại vì cái phong tục người mình đó
hễ là Phật tử đó, cạo trọc đầu chứ. Cứ mình ra ngoài cái tụi kia thằng cu chiêu. Nó kêu, không ra để kêu mình là cu chiêu mà nó kêu thằng cu chiêu. Tại vì hồi nhỏ nghịch lắm. Nhà cái kỷ niệm là tối ngày nghịch kinh khủng. Mà nghịch để leo cây. Mà hồi lúc bé nghe kể lại là những người mà sanh trước cô hình như cũng không có sống được cho nên mới gửi cô vô chùa hả? Ờ, đúng rồi. Nhà tôi là theo đạo Phật rồi. Thành ra cứ mẹ ở Đà Lạt mà mình không có đẻ ở Đà Lạt. Nhưng mà tại vô trong Nam từ cái tuổi nhỏ xíu, 4 tuổi, 4 năm tuổi. Bố tôi đã ở nhà. Mà lại oái oăm đó là bà già đã ghen. Mà ở cái nhà gần cái núi, có cái núi ở Đà Lạt đó, có một cái núi ở chỗ Đà Lạt đó. Thì cứ tối ngày để đi ra nó để leo cây. Hồi nhỏ đó, tôi thích chơi với con trai thì chơi, toàn chơi trò con trai. Rồi thì thích đi ngựa. Cứ có mấy con ngựa đó là mê lắm. Mấy con ngựa mà ở Đà Lạt có những cái chỗ đúng nó rồi. Thả ngựa đi lung tung á. Ngoài cưỡi ngựa luôn. Cứ ngồi đó nên phải trả tiền mới được đi ngựa nghe. Đến lúc về nhất triệu khóc ở Mỹ không chịu đi về. Cứ nhớ con ngựa. Bây giờ mấy đứa con lạ lắm nó cũng thích ngựa. Thằng nhỏ con nó mê ngựa. Đi ở Viareggio đó. Viareggio ở bên Ý có cái tỉnh đó. Có một là cũng hay thích chơi ngựa giống cô ngày xưa. Đúng rồi. Nhưng bây giờ nè, trong nhà cô thì con thấy em của cô là ca sĩ Tú Ngọc. Thì hồi nhỏ hai chị em có chơi chung với nhau không? Quánh lộn hoài rồi chơi cho nổi. Sao vậy? Mình với Tuấn á. Tối ngày cứ cãi lộn, quánh lộn. Lạ ghê á. Tôi lớn lên thì thương nhau lắm mà hồi nhỏ quánh nhau gần chết. Quánh nhau dữ lắm. Rồi còn anh Tú? Còn anh Tú á, thì nhỏ, nhỏ nhiều tuổi hơn thì mình chơi đứa gần nhất là Tuấn. Thành ra chơi toàn những trò con trai. Anh Tú thì lại chơi với chị Khánh Hà. Anh Tú thì chơi với con Lan Anh với Thúy Anh. Cảm ơn cô thật nhiều với những kỷ niệm này. Và sau một vài giây phút thương mại thì ca sĩ Bích Chiêu sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Bích Chiêu. Quý vị thấy nghe cô kể chuyện hồi nhỏ cũng rất là vui. Hồi nhỏ cũng lý lắc quá. Đó. Quá xa. Hồi nãy cô có kể là từ đâu mà cô đi hát lúc 4 tuổi, cái cơ duyên đâu? Cái này đó là người ta biết trước khi mình tới có đài phát thanh. Hồi xưa đâu có đài phát thanh. Có ban đi đồng đi hát luôn luôn rồi nhiều khi là ngồi đường đó. Nó, em bé biết chưa? Bây giờ em bé cụ. Hồi xưa kêu mấy ban nhi đồng là cứ em bé. Vậy là đầu tiên là hát cho ban nhi đồng. Thì nhỏ quá nó đâu có cho ra người lớn. Đúng cô rồi. Không ra cô. Mà em bé thì em bé cụ. Nó giới thiệu là tên thôi. Mà lúc đó bé 4 tuổi hát vậy thì đứng tới cái microphone không? Nó phải bắt ghế cho ba mới tới cho nổi. Chỗ nào cũng phải có một cái ghế để leo lên ghế hát. Thời đó là cô đi hát ở đài phát thanh thì Tuấn Ngọc có đi hát chung với cô không? Tuấn nó chưa đẻ.
lúc nó 3 tuổi hay 4 tuổi nó còn nhỏ, nó tôi hơn nó à peu près 4 tuổi. À 4 tuổi. Rồi sau đó bà già tôi bà như đẻ trứng, bà đẻ con tắc 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 cái cầu thang. Doremi. Bây giờ em bé cụ. Lúc mà 4 tuổi đó vô ban thiếu nhi đó cô, thì cô hát cái gì trong đó? Ngày nào năm xưa em còn bé tí tèo, bây giờ em đâu bé tèo nữa. Dạ cái bài hát đó. Trong gia đình cô thì thấy là sau đó anh Tuấn Ngọc lớn đó thì có đi hát chung song ca với cô phải không? Trời ơi, đẻ ra là song ca chứ không có hát một mình. Chuyên môn hai chị em đi hát. Mà đi đâu cũng phải có hai cái ghế. Mấy cái người đó, cái trong cái Tuấn nó bảo chị kêu chắc lẽ mình mang cái ghế này đi đâu mà. Tại mỗi lần ta đi tìm ghế gần chết, nhiều khi có một hai tình vui lắm. Hát còn nhỏ thì tôi rất là vui. Con cũng nghe nói là hồi đó cô cũng phụ giúp mẹ đóng guốc gì hả? À đúng rồi. Mẹ mình á hồi xưa đó ở trong Nam á không có guốc Bắc. Không có guốc Bắc. Guốc nó mà bằng sơn mài. Hồi xưa ở trong Nam chỉ có guốc vông. Mà mình khoái guốc vông lắm. Trời ơi, đi nó mát cho trên. Rồi sao nữa? Còn cái guốc kia đẹp lắm mà nóng người chết. Nó tại vì bà già tôi bà lăng xê đó. Đóng guốc mà như đôi giày ấy, có quay trước rồi sao? Trời ơi, mẹ tôi buôn bán giỏi lắm. Nhưng mà đóng guốc đó thì đóng còn nhỏ đã biết đóng rồi hả? Trời ơi, thấy bà già tôi bà làm hoài rồi tôi cũng sau tới người ta tới đông lắm đó. Thì là tôi cũng học tôi đóng guốc. Tôi đóng guốc giỏi lắm. Nói này cái cô bé này đóng guốc giỏi lắm. Đóng cho chị đi, rồi cứ nói đóng cho chị mà. Trời ơi, tôi nhỏ xíu rồi mà cứ kêu thì kêu em như thế nào. Bảo cứ kêu là chiêu. Bảo không có cái tên biết chiêu cái gì đúng không? Thì biết chiêu cũng được mà không biết chiêu nó chẳng có ra người khác. Vậy là biết chiêu là tên thật của cô. Họ Lã, họ Lữ. Họ Lữ và Lã là nó cùng một thứ. Cùng một thứ, dạ. Tại thấy sau này ghi là Lã Anh Tuấn, Lã Khánh Hà, mà trong đó bố cô là Lữ Liên. Ui. Rồi năm mấy cô vô Sài Gòn? Cái đó là thế này. Hồi mình ở Đà Lạt á, thì người ta nói muốn tiến tân á là phải đi Sài Gòn. Hồi đó thì ít con nít hát lắm. Chỉ có đài phát thanh. Hồi đó có cái đài gì mà có Bạch Yến á. Đài Pháp Á phải không? Pháp Á. Đúng rồi. Cô ơi, cô vào trong Sài Gòn thì ban nhi đồng nào cô hát? Ban tuổi xanh. Rồi hồi đó mới hát thì người ta thấy nhỏ, không ra nhỏ mà lớn nữa, thì không kêu em bé được tại em bé cụ nó qua cái. Ban tuổi xanh thì chắc quý vị vẫn chưa quên đó là của bà Kiều Hạnh đúng không? Của bà Kiều Hạnh. Dạ. Và ông Phạm Đình Sĩ. Đúng, đúng. Trong bà đó. Kiều. Nè, tôi bây giờ dễ sợ quá. Giờ đầu nó hay quên phải không? Quên nhiều. Không sao, để có Jimmy nhắc lại. Trong ban tuổi xanh thì thấy có cô Mai Hương. Có Mai Hương, Mai Hân. Cô ơi, lúc mà hồi bé đó cô hát những bài gì? Thì hồi tôi còn bé xíu cứ hát bài Omelie. mà lại thích hát, lúc nào tôi cũng thích nghịch một chút thôi. Thành cứ hát như tụi Mexican, Omelie, hát kiểu như là Tyrolese, cái kiểu đó. Thành ra
người ta thấy cũng lạ lắm, người ta cũng thích lắm, ta bộ tài dữ lắm, mà thấy cái đường hát cái mình thích đeo len để công tắc đó, mà tại vì nó có màu, nó màu, cái màu mà nó hợp với người Việt Nam nên mình lấy cái màu xanh. Rồi rồi bao mấy tuổi thì mới đi hát phòng trà người lớn? Trời, hát từ nhỏ, nhưng mà hồi đó mình còn nhớ cái phòng trà đầu tiên là nhà hàng Bồng Lai. Tôi có quen một ca sĩ mà tôi gọi phải nói là bậc thầy của tôi, là ca sĩ Thanh Xuân. Thỉnh thoảng thì tôi thấy ở trong internet, Thanh Xuân giỏi lắm. Người cải lương, đẻ ở trong cải lương, mà thật ra những người cải lương người ta giỏi nhất. Tại vì người ta hát đủ các thứ tiếng. Mà hồi đó bà Thanh Xuân bà ở đó mà ra, tôi với bà chơi với nhau vì hát phòng trà Bồng Lai. Và lúc hát phòng trà Bồng Lai đó là có trang điểm đậm hay gì không? Hay là mặc cho già hơn không? Không, hồi nhỏ chẳng có, không có đánh phấn gì hết. Cái hồi thời của tôi nó ít hơn là con nít không. Rồi sao chứ, cỡ lớn lớn chút 5 tuổi trở lên á. Thấy mình người lớn, đi đâu mà người ta nói mình con nít rồi tức lắm. Hồi nhỏ thích lớn, mà lớn thì không thích già. Rồi lúc mà vô xin hát ở phòng trà Bồng Lai thì người ta có nhận liền hay không? Vừa vô, ban ngày thì đi guốc vòng. Mà mình thì lúc đó có tiếng nhiều lắm. Đi hát cũng có tiếng. Có cái ông mà chủ đó đó. Mới thấy nhỏ nào mà nó đi đu guốc vòng. Này, em đi ra chỗ khác chơi, bây giờ có ca sĩ tới đó. Tôi là ca sĩ gì? Thưa cô, lúc nãy cô có nhắc về cô Thanh Xuân đó. Con nhờ cô nhắc thêm về người bạn của mình. Cái người bạn mà quý nhất đời tôi đó, mà tôi trở thành ca sĩ nổi tiếng về sau là tại vì tôi hát phòng trà Bồng Lai. Thì lúc đó người ta chưa biết con nít là gì cả. Chẳng có ai để ý. Có cái ông chủ Bồng Lai, ông thấy tôi đi đôi guốc vòng mà người lùn tịt. Tại tối đi giày cao gót thế này thôi. Thành ra kỷ niệm nhiều lắm ở Bồng Lai. Mà lúc đó là cô hát nhạc Việt Nam hay là nhạc ngoại quốc? Đủ các, hồi đó đã biết rồi, tại học trường đạo đó. Thành đã biết nói tiếng Pháp. Biết nói tiếng Pháp, tiếng Mỹ. Tại vì trong bài hát nó chỉ có hai cái tiếng đó. Thành mình biết hết cả hai. Mà bố tôi nói mình phải biết mình ăn gì, nói gì. Mà tại về sau này có ông Phạm Duy, ông nào tôi rất thích, Bích Chiêu. Ông nói cái tiếng mà mình cảm động quá sáng. Là ông bảo là trời ơi, tôi thấy một cái người mà hát rất thật đó, là Phi Chiêu. Tự nhiên cho trên sân khấu mà lại bò thế kia. Tôi bảo thầy tôi thích đeo cho đẹp, mà tự nhiên một cái mắt nó rớt ra đất. Thầy tôi tím gần chết thôi, mà mắt đen, một bên thì xanh, một bên thì đen. Rồi bên nhắc đến cô Bích Chiêu đó thì phải nhắc đến bài Nỗi Lòng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh. Cái đó là em muốn hỏi là bài gì mà tôi được nổi tiếng đầu tiên đó, là vì bài Nỗi Lòng. Là xe đến với em.
đó thì cái bài mà nỗi lòng đó là tôi có tiếng về sau này. Chứ còn tôi nổi tiếng trước khi trở thành ca sĩ mà tất cả dân chúng kêu gọi biết kêu là tại bài nỗi lòng. Tại vì cái bài đó nó rất là touché người ta nhiều lắm. Mà cái bài đó, đó thật tình đó, tôi hát nhiều lần mà tôi hay quên lời. Cái bệnh rất nặng của tôi là tôi quên lời cái thời đó đó. Thành ra đó, nhiều khi tôi cứ để đằng xa nó liền cái bài hát ở dưới đất trong nhìn. Khi lúc đó đó thì bảo tôi biết toàn là bài ngoại quốc chứ không có bài Việt Nam. Trời ơi, sao không có bài Việt Nam? Bảo trời ơi, tôi biết có mỗi một bài đó mà tôi không nhớ lời hết, hát vài câu cũng được. Trời ơi, cái bài nỗi lòng á, thì tôi thấy bố tôi cũng cứ hát cầm xa. Cái bà già tôi bảo ông cần trở về đi. Bà già, ông già tôi là cãi nhau rồi. Tại vì ông mà ông đâu cần gì phải biết khác đâu. Ông cứ việc ông lên cái bài tủ ông, bài tủ ngày nào cũng hát bài, hát là bài cô nỗi nghe lòng. Cái bài nỗi lòng đó là cô thuộc. Mà ông đâu có hát nhiều, ông hát vài câu rồi. Cứ bảo trời ba ơi, cái bài này được lắm nha. Bảo bài gì á ba? Bài này tên là bài nỗi lòng. Bố thì ông rồi thôi, ông không, cái chuyện nó gần như không nhắc gì hết á. Nhưng tự nhiên từ lúc đó là đi tôi rất thương cái bài nỗi lòng. Cái câu đầu nhớ không? Yêu ai yêu chỉ nửa giờ thôi chứ không nán thở. Yêu nửa giờ xong đã ngọn củ đèo rồi. Làm chế lại trong cái bài nỗi lòng đó. Ok, rồi tôi mà ui giời cái bài này hay đó bà. Mà mày phải biết người ta nói gì. Hát như con vẹt thì chẳng ra cái gì. Ông bảo là cái bài này là bài này, bài nó rất hay. Phải biết hát rồi mình nói cái gì, ăn gì nói gì chứ. Hát như con vẹt thì ra cái quái gì. Mà vì cái câu đó mà nó ăn sâu vào cái đầu của tôi suốt cả đời. Ông bảo hát như con vẹt. Rồi, có giống con vẹt bây giờ. Và từ đó là coi như là cô theo cái lời của ông đó. Cái đó đó, cái đó không hiểu tại sao. Tôi đi đâu tôi cũng nhớ cái bài đó. Rồi tôi bảo, người ta giới thiệu tôi cái bài khác. Rồi tôi bảo, trời tôi có cái bài này hay hay á. Mà tôi thấy hồi nhỏ ba tôi cứ yêu ai. Yêu cả một đời. Riêng bài nỗi lòng mà con thấy cô hát nhiều bài Việt Nam khác nữa phải không? Đúng. Bài Việt Nam á, thì hồi xưa toàn tôi hát bài ngoại quốc, tôi có tiếng là ca sĩ hát tiếng ngoại quốc. Thành ra tôi bảo bây giờ đó mình thích bài nhạc ngoại quốc nó có nhiều cái variation nhiều hơn. Thành ra tôi thích. Nhưng mà bây giờ tôi phải làm cái gì cho bài Việt Nam nó sẽ nói hoài tới người mình là tại mình hát tiếng Việt. Thì đến lúc cái tôi bảo bây giờ mình làm hát cái tiếng Việt. Mà hồi đó là có tiếng rồi. Thành ra bảo nếu mình hát những cái bài Việt Nam mà giống như người Việt Nam thì mình, bố tôi bảo là hát làm chó. Rồi sao nữa? Việt Nam mình hay có những cái nói rồi nói. Dạ, mình bảo thế bây giờ mình phải trả lời làm cái, lấy cái bài Việt Nam mà nó hơi giống bài ngoại quốc. Hay là mình bịa nó ra cái gì. Tự nhiên tôi bật ra một tiếng, tôi nhớ cái tiếng của ông già tôi không hát đó. Tôi yêu ai yêu cả một đời. Ông già tôi bảo trời ơi làm gì tới cả đời.
nửa giờ đã ngỏ cụ đeo. Thì đó, thì lúc đó cô fantasy ra thành cái điệu khác. À, cái tôi mới ngồi tôi nghĩ. Yêu tôi cứ hát lầm bầm đi thôi. Tôi nhắc lại bố tôi lúc mà ông yêu nửa giờ cũng chết rồi. Cô lẩm nhẩm thì sao? Cô lẩm nhẩm cái lời bài hát đó. Yêu ai? Yêu cả một đời. Trời, yêu mà cả một đời nhiều quá. Hát tiếp đi, hát tiếp đi. Yêu ai ta thầm cho đường bất thình lình thì tôi hát ngọ tông của thấp quá. Yêu ai? Yêu cả một đời. Bây giờ nói vậy cái tôi hát rồi. Bây giờ sao tôi hát dở vậy? Vẫn còn hay mà, vẫn còn trầm mà. Thì đó, thì những quá vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Đó, bây giờ nó mới thành ra tôi lấy bài ngoại quốc tôi nhét tiếng Việt Nam vô. Nói tôi cả lòng vì yêu ai mà lòng nào nguôi. Lòng vẫn biết, vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là sẽ đến với đớn đau, nhưng sao trong tim ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ. Dù sao mà nếu có một ngày ai sẽ tìm ta là tình yêu kia ly tan, mà lòng vẫn yêu vẫn nhớ. Hạt chở quá. Tình đó khiến xui lòng ta đau, rồi với bao ngày lặng lẽ sống nỗi yêu trong lòng người yêu vẫn yêu hoài. Yêu ai? Yêu chỉ nửa thôi. Yêu nhiều quá ngất xỉu. Thôi nửa giờ ít quá. Nói được thôi. Cái bài đó khi mà cô hát đó là cho người ngoại quốc, chắc là người ta thích lắm ha, nhất là lính Mỹ thời đó. Không nhưng đâu, trái lại người Việt Nam đi đâu không cho hát bài nào, cứ bắt hát bài nổi lòng. Thế mới lạ chứ. Ở Việt Nam cũng vậy đó. Hát ở cái nhà hát lớn đó. Vừa với ló mặt cho chưa nói gì đâu, nói lòng. Ôi giời ơi, mình mới bảo thế quý vị làm tôi bị cụt hứng quên cả lời. Mà cái bài đó hát cả đời mà tôi cứ nhớ lời gì đâu. Chứ hát vài câu tới đó là chương trình chấm dứt, tại vì không có nhớ rồi. Nhớ mấy câu đầu. Và bên cạnh bài Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh thì không thấy cô có hát nhạc của Canh Thân nữa phải không? Úi giời, cái cậu này giỏi ghê. Có những người mà người ta nghề về giới thiệu không có nhớ, cậu nó có nhớ nhiều cái chuyện. Ông Canh Thân á, thì ông mến tôi ghê lắm. Tại vì á, ông có đứa con đó, nó cũng mập, nó cũng y hệt như cái ông này. Ngộ ghê á. Ông Canh Thân á, ông mến tôi không thể tưởng được. Mà lần nào ông bảo Hà Nội là Hồng đi, không cho hát bài nào khác, cứ bắt hát cái bài đó. Mà tôi không ngờ, tôi cũng hát nhiều bài nhưng bài nói đó, mà tại sao cái bài đó người ta thích kỳ nhiều rồi. Thì tôi cũng chẳng biết tại sao. Nhắc đến nhạc sĩ Canh Thân thì phải nhắc tới bài Đi Với Tôi đó. À, đi với tôi đến chỗ trời xa, đến chốn trời xa như đó đó. Chưa quên hết cả lời. Bên cạnh đó thì thời xưa đó con thấy nhạc sĩ Văn Phụng cũng có nhiều bài hay. Ông đó là ông đã làm cho tôi nổi tiếng bài Việt Nam. Ồ vậy hả? Tại vì á,
ông cứ hát bài Việt Nam á, mà nó vui mà nó có nhiều tân tiến hơn á. Tại hồi đó ông chơi thân với bố tôi lắm. Mà hồi nhỏ đó ai cũng mến tôi lắm, bảo con bé này nó xinh ghê, cứ khen hoài đó. Mà xinh thiệt chứ không phải là xinh giả. Đây Jimmy đang cầm một cái hình hồi bé của cô Bích Chiêu đây. Thì thấy không? Cái này là đi hát trời ơi, bây giờ trông buồn quá, nhìn cái hình này sao mình trông mình cái buồn quá. Dạ. Cái hình này lúc này là cô đi hát phòng trà hả? Trời ơi, cái này là hát một đời tám tổng đâu, hát bài Việt Nam gì chứ. Hát bài Việt Nam rồi. Cái này á, trời ơi, cái này hồi nhỏ xong mà tôi trông ngộ quá. Bây giờ trông chán bỏ xương. Đâu có đâu. Rồi khi mà cô đang ở Sài Gòn như vậy đó thì từ đâu cô lại qua Pháp? À, tôi hát. Thì Jimmy nhớ có một tài liệu là năm 1963 thì cô được nằm trong top 10 ca sĩ tân nhạc ăn khách nhất của năm 1963. Dạ, trong một cái tờ báo người ta có đăng là Jimmy đang giữ cái tờ báo này nè, là top 10 ca sĩ nằm trong top 10 của Việt Nam thời đó, là trong đó có cô đó. Dạ. Mà lúc đó đó thì cô dọn qua, cô qua bên Pháp này đó thì không, tôi qua Pháp này là tại tôi có chị chị họ chị đang ở Việt Nam đang nổi tiếng, sợ sao dọn qua đây chi? Không phải, cái đó là cái tình cờ chứ không phải mình chủ bụng mà đâu có dọn đâu. Ở Việt Nam vẫn còn ấy. Còn nhưng mà những người họ hàng thôi. Chứ còn năm 60 mấy cô qua bên Pháp. Hồi đó là năm 62. Năm 62 cô qua Pháp này. Tôi qua này thì tại tôi muốn chơi với nhiều ca sĩ ngoại quốc. Tại người Việt Nam thì hát cái loại tôi ít người hát lắm. Thì tôi mới nói trời, ở đây không có ai hát Việt Nam, bài Việt Nam mà pha jazz cho nó vui. Vậy jazz nó dễ vui lắm. Mình đánh cái điệu silo mà mình đánh cho cái bài bossa nova là để hát những cái bài ngoại quốc sống động. Thì cứ lấy cái bossa nova, cái điệu bossa nova thì nó thành cái bài vui. Lúc đó là cô hát những cái bài đó. Rồi khi mà cô qua đây thì từ đâu mà có cái dĩa này? Cái đĩa này á. Ông này tên là ông Jacques Devan. Mà cái này lần đầu tiên tôi qua Mỹ này. Qua Pháp chứ. Đầu tôi ở bên Mỹ mới giờ. Sao từ sao? Cái hình này trời ơi, trông buồn quá. Bây giờ mình đây với đây nó không có giống nhau gì không? Thì nhưng mà sao con thấy trên đây ghi là đi chưa? Không phải, cái này đó là tại người Tây. Mình bảo tên là Bích Chiêu, mình nói tiếng Việt nó cứ Bích Chu. Thật ra nó nói theo tôi Bích Chu rồi nó mua Bích Chu để Bích Chu. Cái nó Tây đó. Nó để Bích Chiêu là Bích Chu. Tại vì nó theo cái đọc của nó. Đúng rồi. Nên cái cơ Việt duyên Nam. Từ đâu mà cô đi thâu cái dĩa này, ai giới thiệu, ai tìm cô? Ông cái này là ông này đó, ông rất là có tiếng. Ông Jacques Dieval. Ông họ hàng với lại Sin Vi Phạc Tăng đó. Ông cái đĩa này đó là anh ruột của Sin Vi Phạc Tăng. Anh ruột của Sin Vi Phạc Tăng là cái người đờn ở trong bài này. Gì đó. Thank you.
tại bên Tây này. Bên Tây với ông Jack Diaval. Diaval. Bài bản đây là người ta chọn cho cô hay là cô tự chọn? Không, người ta đưa cho tôi một số bài hát nhiều lắm. Bài nào tôi cũng biết hát. Thì bảo bây giờ thì ông kêu tôi là Bichu, tôi là Bích Chiêu. Mà bắt người ta nó Tây mà nó bắt nó đọc cái tiếng Việt đâu được. Thì muốn Bichu, thì để Bichu. Thực sự nếu bây giờ mà mình lên trên mạng mà mua cái này đó, mà gõ cái chữ Bichu thì nó sẽ không ra cái dĩa này. Mà phải để đúng là Bichu, nó mới ra là cái dĩa mới đúng là không biết sao để cả hai cái, để cái Bichu này là người ngoại quốc nó đọc nó thành Bích Kiêu mà thành cho Bích Chu. Nhiều người tại vì nó đâu biết, nó có chữ E này kia nó. Thành nó cứ Bích Chu, Bích Chu. Ông muốn tôi Bích Chu. Tuyển Bích Chu. Nhắc đến những tháng ngày đi hát của cô thì Jimmy còn có một cái hình này nó cũng hơi mắc mẻ chút. Ô là là cái này tôi cũng không nhớ là tôi cái này hồi còn trẻ. Đúng rồi. Thời đó mặc áo ống rồi đó quý vị. Trời ơi. Rất là thời trang ha. Nhưng mà khi mà cô qua đây đó cô có nhớ nhà không? Lúc mà cô qua bên Tây này nè, ban đầu á. Mới đầu thì mình có nhớ lắm. Yeah. Nhưng mà tôi toàn là gửi những cái gì mà không có ở Việt Nam cho nhà thôi. Ví dụ như hồi đó. Và sau một vài giây phút thương mại thì cô Bích Chiêu sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị bằng dự màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Bích Chiêu. Cái thú vị trong chương trình đặc biệt lần này, Jimmy rất là may mắn. Bên cạnh mời được cô Bích Chiêu góp mặt trong chương trình Jimmy Show, Jimmy còn mời thêm hai người bạn cùng ở tại Pháp và cũng là đi hát cùng một thời với nhau và gắn bó bên nhau và rất thân với nhau. Cái thú vị, mời quý vị cùng với Jimmy chào đón cô Thu Hương và cô Bạch Yến. Cảm ơn. Chào Jimmy. Dạ. Xin kính chào quý vị. Chào Jimmy nha. Cô tự nhiên vậy đó, thích lắm. Đúng rồi. Tự nhiên thôi. Bây giờ nè, ba người bạn ngồi với nhau này, nhớ những kỷ niệm gì ngày xưa đi bao hát? Nhiêu kỷ niệm lận. Đó bây giờ nếu muốn nghe chuyện bên Việt Nam thì cô Thu Hương sẽ nói cho Jimmy đó. Nghe. Nếu muốn nghe chuyện bên Pháp thì cô sẽ nhắc lại với cô Bích Chiêu. Bây giờ cô Thu Hương đi, ngày xưa đi hát phòng trà nào như cổ nè. Phòng trà hả? Hoặc là khiêu vũ trường cũng vậy. Thì không biết phòng trà nào. Nhiều quá. Bồng lai. Nhiều quá. Không có bồng lai, có chỗ khác chứ không có bồng lai. Không có bồng lai. Mình hát cũng nhiều nơi lắm. Kim Điệp, Hòa Bình. Nhiều lắm. Không kể được. Đó. Nhưng mà đều có cái rằng là về văn nghệ, về các bạn thì Thu Hương biết rất nhiều. Thương yêu các bạn, yêu quý rất nhiều. Đúng. Đó. Nhưng mà điều nấu kể thì không xuyết. Không. Kể hết rồi. Kể hết rồi. Cô xúc động. Xúc động, kể sự thật. Bất thể lình nữa. Yeah. Nhưng mà yêu mến các bạn nhiều lắm. Rất là sung sướng. Đó. Ngày xưa cô gặp cô Bích Chiêu đầu tiên là trong trường hợp như thế nào? Bích Chiêu á hả? Bích Chiêu hồi xưa đó, trời ơi bà ấy thì... ở cũng cậu không phải xa, nhưng mà điều có cái là Bích Chiêu hồi đó mình biết nhiều là qua cái dịp mà hát cho đại nhạc hội của Việt Nam đó, và mà rất nhiều những bạn bè mà hồi cùng thời với nhau yêu thương và nâng đỡ giúp nhau, thì trong đó có Bích Chiêu và Bạch Yến cũng rất nhiều đó. Nhưng mà điều đó, lúc đó Thu Hương cũng nghỉ hát rồi. Nhưng mà cũng vẫn còn lai dai với các bạn bè. Làm vui á. Vâng, vui với các bạn bè. Đó chỉ biết như vậy thôi. Thì đó, các bạn bè thương quý nhiều lắm. Bích Yến, Bích Chiêu. Cảm ơn cô Thu Hương đã nhắc về kỷ niệm với cô Bích Chiêu. Còn với cô Bạch Yến thì con nghe những người lớn kể đó, ngày xưa là phòng trà thì thường là một là có Bích Chiêu hoặc là Bạch Yến thôi, chứ không có hai người hát chung. Ngày xưa là kỵ rơ nhau hay sao vậy cô? Tại vì hai người ăn lương rất là cao. Lấy tiền cachet rất cao. Thành ra hễ
muốn cô này là không muốn cô kia, chứ không phải kỵ nhau, mình không bao giờ kỵ nhau đó, hả? Mình là bạn với nhau mà quý lắm, không có chuyện kỵ nhau đó. Mà nhiều người ta thấy chuyện nào có người này không có người kia, người ta nghĩ như vậy chứ không có. Đó. Rồi sau đó đó thì cô Bạch Yến qua bên Pháp này, thì một thời gian sau thì cô Bích Chi cũng qua đây, vậy hai cô gặp nhau ở đây. Đúng rồi, khi mà cô qua bên Pháp thì cô được đi từ thời 61. Dạ. Cô ở được gần một năm thì hay tin cô Bích Chiêu qua. Cô mau mau chạy đi đón, gặp nhau chị em mừng lắm. Đó, mới là hỏi xem đó là cô Bích Chiêu qua đó là để làm việc hay là có đi để đi học hay là sao. Yeah. Tại cô qua là cô đã tính trước để mà đi du học, nói du học thì hơi lớn. Tức là mình đi luyện thêm cho cái nghề mình nó được hay hơn. Yeah. Đó. Thì mình thì có chuẩn bị để đi xa không làm việc cũng không sao. Nhưng mà cô Bích Chiêu qua là không có. Thấy không? Đi qua thì lúc giống như cô Bích Chiêu có nói đó, là đi qua thì gặp người tốt dễ thương là không cần làm việc, nhưng thật sự phải làm việc, mình ở một thời gian. Đó thì mình đưa lại laptop du monde d'argent, đó là một nhà hàng tiệm cơm Việt Nam lúc đó hiếm có lắm. Đó tiệm đó đó thì có phụ diễn ca nhạc mỗi đêm, ngày thường thì cũng có hả? Cũng có hoài mỗi đêm. Đó thì ông chủ là ông Phạm Văn Mười. Thì cô mới ông lại, đã có tiếng đó, cô mới lại nói với ông Mười có chỗ thêm một người được không, tại vì ở đó nhỏ xíu à, nghĩa là cái chỗ đó mà nhiều nhất thì chừng 40 người thôi á, cái nhà hàng đó 40 chỗ, 42 chỗ, nhỏ xíu, nhỏ lắm, nhưng mà rất sang, rất mắc tiền. Đó thì lúc đó là có cô Thiên Hương hát sẵn rồi, cô Thiên Hương, tức là Thiên Hương đó, hát sẵn rồi, khi cô qua thì cũng hơi dư một chút rồi. Thấy không? Mà thêm có cô Bích Chiêu qua thì hơi dư ca sĩ, dư nghệ sĩ. Thì hay nhất là chị em mình tính nhau. Thì ông Mười ông mới muốn có cả hai người, nhưng mà khó quá, tại trả lương hai người nhiều quá. Thì ông mới ngỏ ý, ông nói thôi bây giờ mỗi người hát một tháng. Hay không? Chừng nào mà cô Bích Chiêu hát thì cô không hát. Mà tới phiên cô hát thì cô Bích Chiêu không hát. Tôi trả vợ nợ. Cũng giống như thời Việt Nam. Đó, không, tại bên Việt Nam thì có nhiều nơi để hát. Nhiều nơi. Và có nhiều khán giả, rạp lớn, rạp nhỏ gì đủ hết. Thành ra cái chuyện trả lương á, có khi mà hai người được cũng không sao. Làm đại nhạc hội có khi mời hai người, tại tiền trả cho ca sĩ đó là đại nhạc hội rạp lớn, thành ra mướn hai người mà hát chỉ có 2-3 bài thôi. Thì ok, tiền lương không có giống như là hát ở trong các phòng trà hay là ở khiêu vũ trường. Nó thành ra bên Việt Nam đủ sức trả hơn, chứ bên này nó bị giới hạn là vì nhà này tuy lấy giá rất đắt, mắc tiền, nhưng mà chỗ ngồi ít quá. Không đủ sở hữu, không đủ sở hữu để trả hai người. Đó, thì vì mỗi người chia ra, mỗi người hát một tháng. Mà hát như vậy là tới khoảng bao lâu ạ? Mấy năm? Không lâu lắm đâu, tại vì lúc đó xong 2 qua tới xong 3 thì cô đang thâu dĩa trước cô Bích Chiêu. Cô thâu thanh, đó, cô thâu thanh với hãng Polydor. Thì lúc đó đó cô thường hay đi ngoại quốc, đi qua xứ Bỉ, xứ Hòa Lan, đi qua Đức đền kia hát. Thì khi nào mà ngày tháng cô không hát ở đây thì cô đi qua mấy xứ đó. Đó thì cô Bích Chiêu ở nhà hát. Thì sau đó chừng một năm sau nữa, tức là cuối 63, thì cô muốn trở lại Việt Nam, là vì bên Việt Nam cô nổi tiếng. Cô đi hát, người ta mời mọc, người ta yêu quý, người ta tân tiêu mình. Đó, mà cô đã làm 3 diễn hát rồi. Thì cô thấy rằng thôi kệ, mình trở về nước chứ không ở bên này. Tại vì khi mình làm những diễn hát như vậy, là thành thật mà nói, mình vẫn là những người chưa nổi tiếng đối với xứ Pháp. Chứ ở Việt Nam mình nổi tiếng lắm. Thì cô mới xin phép giúp hợp đồng với Polydor, cô về lại Việt Nam. Thì cô ở lại Việt Nam. Thì chuyện tiếp theo là con biết rồi. Cô Bích Chiêu ở lại xứ Pháp luôn. Ở lại luôn, làm việc ở đây, lấy chồng bên này. Cô chịu chơi lắm. Người chịu chơi lắm, ở lại. Đó, xong rồi mới lập gia đình rồi ở lại xứ Pháp luôn tới bây giờ. Hồi bé cô biết yêu từ khi nào? Biết yêu từ khi nào? Ta về ta tắm ao tàng, trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đúng không?
Yêu người Việt thì vẫn là tốt nhất ha. Đó, thực ra đó bây giờ là kể tiếp đó là khi cô Bích Chiêu ở lại thì cô lại trở về Việt Nam rồi thì cô được bên đài truyền hình Mỹ mời thì cô đi luôn tới bây giờ sau này nè. Tới 78 cô mới gặp lại. 1978 tức là sau 18-20 năm gì lận hả? Thì lúc mà cô vẫn còn ở bên Pháp. Cô còn ở bên này. Không, lúc đó là cô ở bên Ý. Thì cô tình cờ tôi trở qua đây đó mình. Rồi kể chuyện bên Ý đi. Là sao qua Ý vậy cô, không ở bên đây? Không, tôi qua Ý đó là tại vì có mấy người Việt Nam ở bên Ý. Người ta nghe tiếng tôi bên này nó mới gọi phone cho tôi. Chứ đúng ra hồi đó là Bích Chiêu đó là ở bên Ý. Nhưng mà Bích Chiêu cũng không có đi trình diễn nhiều như hồi xưa. Nhưng mà đúng không? Đó, đúng. Nhật Thị và đó thì Bích Chiêu đó thì cũng bạn bè đi vòng quanh với nhau. Mà cũng quên, không phải quên, bà cũng không có nhớ tới cái vấn đề mà họp mặt bạn bè rồi giới thiệu người kia. Đó mà Bích Chiêu thích là gặp các bạn bè nhưng mà không có để cho bạn bè gặp nhau như hồi xưa nữa, đúng không? Không, sai bác Đồng. Không phải không muốn mà bên Việt Nam mình á, cái tỉnh nó nhỏ xíu. Thì dụ như người ta gặp nhau đi chợ đi búa nhiều lắm. Còn ở bên Tây này, người ở Nam người ở Bắc xa quá. Mỗi lần đi thăm nhau vỡ nợ. Tôi gặp Bích Chiêu lúc cô gặp lại đó là 78. Thế là cô này mới kể chuyện là qua sống bên Ý. Nhưng mà hồi mà ở Pháp đó, tại sao đi Ý? Bây giờ tôi nói nha, chịu không? Tôi bật mí nha. Được, ok. Tại vì đi theo tiếng gọi ái tình mà. Đúng không? Đúng. Thế ra mới đi qua Ý. Qua Ý ở. Mà qua bên Ý ở bên đó rồi có đi hát hay là làm gì bên đó vậy cô? Sơ sơ thôi phải không? Ông chồng ghen dữ lắm mà. Nó tại vì ông có ghen khách mấy ông có, người đàn ông đó có cái chất đàn ông ở trong người đó. Không bao giờ thích ai hơn mình. Sự thật nó là như vậy. Không cho vợ mình thích ai hơn mình. Xong rồi thì là lúc đó thì chưa cưới đâu, đang yêu nhau lắm. Đó thì mới nói cho nghe là chắc có thể mình sẽ lấy ông đó. Đó thì mình nghe như vậy thì cũng có biết vậy thôi. Thế là bẵng đi. Lâu lâu cô Bích Chiêu cái khi hiện khi biến ở Paris chứ. Paris lâu lâu về Paris cái chạy mất phải không? Đi mất cái trở lại. Thì lần cuối cùng mà được gặp lại đó, mà ở lâu đó, thì đang ở Hotel Studio. Thì trời, bà này chỉ nhớ giỏi quá. Lúc đó thì mình mới nói thôi Bích Chiêu đừng ở ngoài đó, hotel nó vừa mắc tiền rồi, nó không phải là một cái hotel thật là kêu bằng tiện nghi không đủ, thấy không? Mình thấy Studio nhớ không, nằm ở trên đường Boulevard Saint-Germain. Đó thì mình mới nói thôi về nhà tôi đi. Thì lúc đó đó chỉ tạm thôi, tại vì cô có một cái căn nhà, một cái apartment nhỏ nhỏ ở bên cạnh Champs-Élysées ở đường Rennes, nhớ không? Bộ về tôi có 2 phòng thôi đó. Ở hai người ở đó mới tâm tình nói chuyện đời xưa đời nay đủ hết. Rồi sau đó lại bẵng đi nữa, mất tin. Trời ơi, bà này bà hay lắm, bà khi hiện tại cứ đi tới đi lui đó. Bà rồi này, đó tôi có nhà bên kia không? Bởi vậy bà chạy đi về bệnh. Đó cái không tin tức gì hết. Cái lần cuối đó là gặp nhau, cái cô mới nói bây giờ đó có muốn gặp mấy em không? Tại vì mấy em bây giờ đó nổi tiếng, hát nổi tiếng lắm. Nhớ không, tội nghiệp ghê nha, cảm động ngồi nước mắt chảy dài. Để không thể ngờ nghe các em đi di cư này kia chạy khỏi Việt Nam, nhớ không? 75 đó, nhiều người bị gia đình tan nát đi, chia người thì qua Mỹ, người đi Úc, người kia tình. Bây giờ nghe mình nói mấy em ở Mỹ và hát rất nổi tiếng. Thế là mình lôi, lúc đó là cô có nhà này rồi, cái nhà hiện tại đó. Mới lôi về nhà, thì đêm đó mình mới đưa cái điện thoại cho cứ tự nhiên. Đến mới gọi. Mình trước nhất cô gọi cho cô Khánh Hà.
Tại vì cô Khánh Hà hồi qua làm nhạc hội bên này, có dặn cô nói là chừng nào đó có tin tức của chị Chiêu, chị cho em biết. Nên cô chỉ có số của cô Khánh Hà thôi. Dạ. Nhà em bữa đó kêu không có. Nhưng mà vẫn nhắn nói rằng đây là chị Bạch Yến. Em nhớ gọi trở lại là vì chị đang có chị Bích Chiêu trong nhà đây nè. Dạ. Đúng không? Có cái CD, nhớ không? Yeah. Đó. Đúng. Thành ra đó, ngồi đó, cô đưa các CD này kia cho coi. Cái bà này bà là cái người trí nhớ sợ luôn. Bị xúc động mạnh đó. Dạ. Thì đêm đó tôi để nguyên cái phòng đó ở, rồi nguyên luôn đưa cái điện thoại vô trong cho sử dụng một cách tự nhiên. Dạ. Thế là suốt đêm các em kêu tới kêu luôn kêu mừng lắm. Mới gặp trở lại đó. Là sau năm 75 đó. Nhờ bà này mà tôi gặp lại Khánh Hà. Sau luôn, hồi tám mấy lần. Tám mấy lần. Vậy là coi như là bị mất tin tức luôn. Mất luôn tin tức, gia đình không biết. Biết ở đâu, gia đình đâu biết ở đâu, tìm không ra. Mà tôi cũng biết, không có ngờ tụi nó đi Mỹ. Cô nói tâm mấy đó là cũng hơi xa, chín mấy à? Tại vì lúc đó đó là mấy em nó mới nổi tiếng. Dạ, lúc đó nó có nhà, nó ở nhà. Giàu lắm, em giàu lắm, thì tội nghiệp lắm, nghe tin mừng. Tại tụi nó bảo tôi khuyên tôi đi Mỹ. Đó, đúng. Đây không phải là chị ở cá ngoài nước. Đúng, ra qua mà tại sao chị đi qua Pháp? Con cảm ơn cô Bạch Yến thật nhiều đã nhắc lại những kỷ niệm về người bạn của mình. Người ta nói đó là hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ mà bây giờ ba cô thương nhau quá à. Ba cô quá thương nhau luôn. Thời mà các cô đi hát là rất lịch sự, ai cũng dễ thương, không có chắc bây giờ khó khăn hơn. Yeah. Thành ra hơi ganh tị, hơi xấu nhau, chơi xấu cũng có. Ba cô là thương yêu nhau, mến nhau, mà luôn cả các cô ca sĩ khác cũng vậy nữa. Toàn mến nhau, không có ai chơi ác, chơi sò, chơi lưu manh, không có. Ba người bạn đã hát cùng với nhau ở Sài Gòn ngày trước. Cái thú vị, thời gian thì lúc nào nó cũng trôi qua, thì đương nhiên cái thời gian nó càng đi nhanh thì làm cho con người ta có thể có lúc nhớ và có lúc quên. Nhưng mà vẫn còn các cô ở đây, vẫn còn giọng nói, vẫn còn tiếng hát, và đặc biệt vẫn còn những kỷ niệm xưa là rất là quý. Đó, thì bây giờ lúc nãy cô có kể là cái thời gian mà cô Bích Chiêu qua bên này rồi sau 75 bị thất lạc gia đình đó, thì chuyện gì tiếp theo nữa? Thất lạc gia đình lắm. Mà tại vì cô Bích Chiêu không liên lạc gia đình, cô ở tận bên Ý, mà bên Ý thì ít người Việt lắm thời đó. Đâu có biết ở đâu. Đâu có người Việt. Thành ra cô Bích Chiêu mất liên lạc với gia đình. Mà cô còn liên lạc với người Việt Nam, có đi tới đi lui Orange County, rồi Quận Cam, rồi mới biết người nào làm gì. Thế là cô mới đưa tin cho cô Bích Chiêu. Bây giờ đó, trời ơi, bây giờ là tân tiến cái lúc mà có Bích Chiêu. Đúng rồi, chứ hồi xưa nó cổ lô xí, không có người Việt Nam nữa. Đó. Thì khi mà gặp lại các anh chị em thì cảm giác như thế nào? Thì mừng lắm, tụi này mừng tôi đi tới nhà bà. Cảm động rồi lắm đi tới đi lâu. Rồi sau đó khoảng năm 97 thì thấy cô có qua bên Thúy Nga hát cái bài Nỗi Lòng. Tại vì Thúy Nga nó cứ nghe ai nói Bích Chiêu. Giờ tôi nghe tiếng lâu lâu lắm rồi mà không biết bà ở đâu mà tìm. Thì một hôm biết là Thúy Nga nó mới bạn này kia. Bà đầu tiên tôi đem cô bà đem cô Bích Chiêu tới tiệm Thúy Nga, là cái tiệm ở góc bên trong đó, căn mà bên cạnh Nam Á đó. Nam Á, Đó, thì cô mới giới thiệu đây là cô Bích Chiêu. Thúy Nga dòng không nói gì hết. Lúc đó bà nhuộm tóc luôn dài ra, nhớ không? Đó, thì cô mới nói là chị cả của gia đình Khánh Hà, Tuấn Ngọc nữa. Mà lúc đó mấy người đó cũng nổi tiếng rồi, nhưng mà không bằng sau này. Đó, thời đó cũng Thúy Nga Paris by Night bắt đầu được mạnh ra mới, không? Chứ chưa có thiệt mạnh mới sau ra này. Đúng rồi. Đó, thì bởi vậy mới năm 97 97 đó. Đó, trước đó đó là chừng 96 hay 95, 96. Thì cô mới nhắc là nói gia đình nổi tiếng đó. Thì sau đó mới là liên lạc lại gia đình, thì mới là đem đi qua bên Mỹ làm cái Nỗi Lòng đó. Thu hình ở bên Toronto đó. Đó. Không phải cái bài đó đặc biệt đó. Không hiểu tại sao mà khán giả đó thích, ai nó cũng thích cái bài đó hết. Mỗi lần nó yêu cầu ở đài phát thanh ở Đà Lạt, ở Sài Gòn, ở Paris, ai cũng nhắc cái bài này. Mà ủa sao lạ, rồi mình hát cả ngàn bài mà ai cũng chỉ nhắc cái bài đó thôi.
thì nó ngộ thì, hả? Dĩ nhiên rồi, tại vì mình hát bài đó đặc biệt. Bà này bà có cái nhận xét giỏi lắm. Bà quan sát rồi bà mới bà nói và nói. Bà nói đúng. Mình nghĩ là vậy, thành ra khán giả muốn nghe mình hát bài đó. Cũng như nhiều lần nữa bộ, tôi đi làm show á, tôi thêm ra những bài mới vào chương trình. Người ta cứ yêu cầu Đêm Đông Hoài. Trong đầu nó chỉ có thế thôi. Nỗi lòng Đêm Đông đó. Đêm Huyền Trăng, Gái Xuân. Thế nên người ta cứ đòi những bài đó, tại người ta quen tai nghe mình hát những bài đó, người ta thích. Đó, thành cứ đòi hoài chứ mình có biết bao nhiêu bài. Đó, thành ra mà cô Bích Chiêu ở bên Ý rồi bao lâu thì lại dọn về cái nơi này? À đó, cái đó phải không, hỏi không phải dọn. Có gặp lại người yêu cũ Việt Nam, phải không? Đúng không? Không có giấu à, nghe tôi biết đó. Sẵn đây không có sao. Tôi không có gì dụ chứ. Tôi biết cái ông này á là tự nhiên mà sao tôi gặp tôi đi một cái hội mà tổ chức hát ngồi chơi với nhau á. Thì tự nhiên sao tôi thấy cái ông này ở đâu đi ra. Thật đẹp trai. Ông này đó hồi xưa là mối tình đầu của tôi. Hay quá. Chưa phải là người lần đầu gặp. Chưa bật mí. Tôi không có biết cái người đàn tôi ở nhà tôi mẹ tôi bà dữ lắm. Chưa đi ra một nửa bước ra đường đó là bà có đi đâu cũng có người kè kè. Sợ nó bà trời mắt cứ làm cái con vậy mà người mất sợ con người ta bắt cóc ai, người ta cần những người xấu nó lấy những người đẹp mà. Mày không có biết cái gì hết ở bên này nó có thể nó lấy mày rồi nó bán cho tụi ác học. Cái đó là bà nói đó, bà cụ lo sai vậy rồi sao rồi cái lúc cái mối tình đầu nó thì đó thì khi mà ông này đó thì hồi mình mới lên lớn lên mình chưa tới 15 tuổi nữa. Ông này thì cái một hôm đó một hôm mà mình đi hát cho một cái hội đó tôi lại gặp ông lại. Mà ông chưa duyên tới mà ông gặp tình cờ chứ không phải ông này ông chủ bụng đi không phải, ông phải đi theo mình đâu ha. No. Cái ông này ông cũng rất là tự ái. Ông rồi thấy ông đi mục tiêu mình tự nhiên để mình vậy rồi là sao? Dễ thương chứ mấy chị em nghệ sĩ gặp nhau ông để mình tự nhiên đúng rồi ông có tính như vậy thương, có một thương. Bên lịch sự của ông quá lịch sự chứ là chú nữa. Chú đây là chú này tên chi chú này tên chi nè. Ông này tên chi nói coi cô. Ông này tôi với bà này á có cái lạ lùng lắm. Ông này tên Hải mà ông chồng bà này cũng tên Hải. Hải khác nhau nha. Hải Nguyễn Hải Trần. Hải Nguyễn Hải Trần. Hải Nguyễn Hải Trần. Xin cô nói thêm về chú Hải chồng cô. Bà là tôi với bà này rất là đặc biệt. Có hai người. Người có, chồng có nói được. Có chứ. Hai người chồng này, Bạch Yến và tôi lấy hai người cùng tên Hải. Một người Nguyễn và một người Trần. Trần, đúng rồi. trùng hợp không? Trùng hợp. Mà chú đó có làm gì về nhạc không? Trời, ông mê nhạc lắm. Nhưng mà có một cái lạ đó, ông phải mê nhạc đâu. Mà ông thấy tất cả những người nào mà con gái mà trong mấy cái hình bìa đó mà đẹp là ông mua cho ông cần biết có tiếng thì cần chẳng cần biết. Vậy có hình cô không? Có hình cô không? Cái gì? Trong đó có hình của cô không? Mấy cái tờ nhạc mua dĩa của cô không? Có mua dĩa không? Ông hồi tôi mới gặp ông gặp lại chứ tôi biết gặp ông đó là lúc tôi mới 15 tuổi. Ông là mối tình đầu và mối tình cũ. Mà tình chót thôi. Bây giờ là mối tình đó là mối tình đầu và cũng là mối tình chót. Tình chót luôn. First and last. Thế tôi biết ông này lúc đó tôi mới có 15, chưa tới 15 tuổi. Ở nhà biết sao không? Sao? Tặng cho một trận đòn nát thở.
Trời, ở dễ sợ vậy đó hả? Trời ơi, mẹ tôi khó tính. Khó hơn mẹ bà tôi quên. Hả? Chắc bà già của bà Yến cần hiền cho bà già tôi. Đi đâu cũng có cái rõ mì. Tôi có nhớ chút đỉnh. Đúng không? À, hiểu á. Thì, nhưng mà dù sao khi bà qua bên này gặp lại thì cũng đã get together lại với nhau rồi, ở chung với nhau. No. Cô với chú à, Hải. Tôi với ông này mới gặp nhau, ông mặc quần áo như là cái người Tây về hưu. Chán ơi là chán, cái bà trời, cái ông này bây giờ ông xấu quá. Hồi xưa ông đẹp trai đúng không? Và ông cao đó. Đối với người Việt Nam là ông cũng cao. Mà ông có cái tính, không phải tôi nói tốt cho ông đâu, tôi với ông cãi nhau như là mồ bò. Có nói tốt là tốt chứ. Nhưng mà ông hay quý trọng cái tự do của mỗi người. Thành ra anh chị mà ngồi với tôi này, ông ra tìm chùm một xó ngồi ông chơi computer của ông. Ông để mình yên ha đó. Ông để cho mình được tự nhiên đó. Ông không ba có làm là rộn. Ông không có làm rộn, muốn dính dấp. Cho ông nên coi ông không có nghe tôi hát bây giờ lắm. Mà ông toàn nghe những cái mấy cái người ca sĩ khác không. Tôi nói cho bồ nghe như vậy bồ phải mừng. Tại vì á, người ta yêu mình chứ không phải yêu cái tiếng hát, yêu cái ánh đèn kia, cái hào quang của mình. Không, hồi ông xưa, có nói một lần. Vậy hả, tôi nói đi. Ông nói một lần rồi, ông là bây giờ rồi, nói. Không cần nói lại. Ông nói, phải nói thật em có cái giọng hay. Mà đợi như này thì ngày mai chắc có tuyết đâu. Ông không bao giờ khen một tiếng nữa. Không có lặp lại. Ông với lại ông phải là người mà khen nọ kia nén lưới đó. Mà thưa cô, hôm nay có được cái buổi tâm tình này thì cũng phải cảm ơn chú Hải là chồng của cô đã tạo mọi điều kiện cho các cô cháu tới đây. Đúng để rồi. Mình gặp nhau. Đúng nè, rồi. Tôi mà ra ông đuổi tôi bây giờ mà ai đi. Tôi với ông không đã không hợp nhau. Đâu có nói đâu vậy chứ, vợ chồng nào là chẳng có khi nắng khi mưa. Đúng. Ra đường bà này bà giỏi lắm bà. Bà không phải người Bắc mà bà còn kinh khủng hơn người Bắc. Trời nói câu đó không biết khen là chê nữa. Rồi cô Thu Hương nè, bây giờ ở đây Paris, ở Pháp này thì có cô Bạch Yến, cô Bích Chiêu, vậy là cũng như là gần nhau, cũng thăm nhau thường xuyên rồi phải không cô? Thỉnh thoảng mình gặp. Thỉnh thoảng. Tại cô Bích Chiêu ở hơi xa. Xa. Cô thì bận rộn quá nhiều. Ít gặp. Thỉnh thoảng cô Thu Hương lại thăm hơn là cô. Dạ. Đó phải không? Phải không? Cô xuống đây thăm hơn. Vâng ạ. Đó, xuống đây thăm thường hơn. Thưa cô, trong lúc trước đó, thì cô có kể cho con nghe là khi mà cô Bích Chiêu gặp lại các anh các em trong nhà của mình á thì rất là xúc động. Xin cô nói thêm về cái sự xúc động đó. Thì cô muốn nhắc lúc đó đó là hồi 90 mấy, chắc 96. Thì cô gặp lại cô Bích Chiêu cũng tình cờ nha. Mỗi lần cô Bích Chiêu mà trở lại Pháp là luôn luôn gọi điện thoại cho cô. Còn nếu không thì đi mất tiêu vậy đó. Bồ tôi nè đó, tôi thì... mà này là chuyên môn vậy đó. Xong rồi cái là khi mà cô nói cho biết bây giờ cô muốn gặp các em không, muốn gặp gia đình không, thì đứng tin là chưa nói gì hết. Xong cô phải nói thêm câu là lúc này mấy em nổi tiếng lắm, mấy em nó giàu lắm, thấy không, nước mắt trào ra. Vừa xúc động mà vừa thấy cũng như là một cái sự nghĩa là đỡ lo ngại. Là vì hồi trước là cô Bích Chiêu nuôi cả gia đình. Gánh nặng lắm. Mà khi mà không đi làm việc thì cả nhà đói. Thấy không? Đúng không? Thành bây giờ mà nghe mấy em nó được yên chỗ, yên nơi, làm ra nhiều tiền. Đó, cái đó là một cái relief. Mà bà Yến á, có cái tấm lòng rất là tốt. Tại vì hồi đó tôi chẳng có biết con ma nào đâu ấy, tại vì tôi ở bên kia, tôi ở bên Ý đó. Việt Nam nó ở gom hết. Mà tôi thì ở Florence. Phải không? Florence, phải không? Florence.
tại nhớ ở bên Ý. Nói nhắc lại nhớ. Thôi bây giờ còn vài lời chót, con xin nhờ cô gửi lời chào đến với khán giả khắp bốn phương. Vì tôi cứ tính tuy là có vẻ mạnh mẽ lắm, nhưng mà thỉnh thoảng tôi rất là con người tôi rất là nghệ sĩ tính. Muốn gọi thế hay thế nào cũng dễ được, dễ bị xúc động. Thế mà tôi nói cái chuyện gì mà nó xúc động đó, nhiều khi tôi cũng muốn òa ra khóc như đứa con nít. Tại vì sau khi khóc thấy người mình nó khỏe, nhưng mình trả được cái nợ gì không biết. Nợ đời. Cảm ơn cô Bích Siêu thật là nhiều đã dành cho con một buổi tâm tình ở nhà cô. Cảm ơn cô Thu Hương cùng với cô Bích Yến đã cùng ngồi lại với cô Bích Siêu để tâm tình, để nhắc lại chuyện ngày xưa. Cho xin nói một lời cho. Tại vì hồi nãy tôi cảm động tôi không có nói được. Tại vì bà này bà biết tôi nhiều. Tôi cứ tính tôi người lớn mà cũng con nít. Tại vì tôi ngồi đây mà tôi cũng nghĩ nhiều cái chuyện ở đâu cũng biết nữa. Mà lạ lắm, lúc ngồi mình không có cái chuyện này. Thì đó, ai nhắc lại cái là tự nhiên bị xúc động. Thấy không? Xúc động lắm lắm em à. Tội nghiệp đó. Xúc động. Vâng. Mình cũng cảm ơn các cô thật là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Les gens me disent que je dois faire une croix. Chimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.